Vâng, phía trước chúng ta đây là dãy biệt thự BT9 trong khu đô thị Phú Lương, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Đấy, hôm nay em sẽ chia sẻ với các bác cái dãy biệt thự này nhé. Dãy biệt thự BT9 trong khu đô thị Phú Lương này thì một mặt của nó tiếp giáp đây, có thể nói là cái công viên cũng được. Đấy, và hiện nay cũng có khá nhiều gia chủ về ở rồi các bác nhé. Và ở đây chúng ta thấy là có khá nhiều cái căn biệt thự được gia chủ thiết kế bề ngoài theo phong cách tân cổ điển. Phía bên tay trái của chúng ta đây là cái khu khuôn viên vườn vườn hoa các bác nhé, hay gọi là công viên hoa hồng. Đấy, như vậy chúng ta đã đi một vòng quanh cái khu biệt thự, cái dãy biệt thự BT9 này trong khu đô thị Phú Lương. Đấy, các bác mà quan tâm đến biệt thự BT9 trong khu đô thị Phú Lương này thì liên hệ em theo số điện thoại 0985204435. Các bác thích mua căn thô có căn thô, mà thích mua căn về ở luôn là có căn về ở luôn.